Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Ê, gặp mẹ không? Có, mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Nên mình cũng phải tranh thủ. Trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Bên ấy chưa đồng ý. Nhưng mà mình xác định luôn. Mình xác định luôn là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô cất liền luôn. Cất liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Anh ấy cũng có về nói chuyện, anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son thứ hai. Trời ơi, trời mùa ơi. Xuân liền ha. Thấy mùa xuân liền. Mùa xuân quá. Muốn gửi tặng hai MC ạ. Trời ơi. Vân và chú Quốc Thuận. Ôi trời ơi. Wow. Trời ơi, thích quá. Vậy là mình cũng phải có một phải có quà. Lại quả liền. Dạ, quả dạ, liền. Dạ, có đúng luôn. Đúng rồi. Rồi đây. Đây, xin lì xì cho hai bạn. Chúc hai bạn là trăm năm hạnh phúc nha. Rồi. Lúc nào cũng nở nụ cười thiệt tươi nha. Chúc các bạn đã chọn nhau rồi, có nghĩa là chọn hạnh phúc thì sẽ yêu thương, có nghĩa là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc suốt cuộc đời. Yeah. Nha. Và chúc cho hai vợ chồng ha luôn luôn thành công trong những cái dự định cũng như là những dự án mà chúng ta còn sót lại trong năm vừa rồi. Năm nay các bạn sẽ thành công mỹ mãn. Rồi giờ đây, mời hai em ngồi. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con xin gửi tới hai MC, cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, cùng như ekip sản xuất và các quý vị khán giả một lời chúc xuân năm mới Quý Mão thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và vạn sự nhì. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trời ơi, sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Con cảm ơn. Rồi mời các. Con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Bây giờ quay ngược thời gian lại, lần đầu tiên mà gặp nhau, để ý nhau và ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, thì đó là phải gọi nhau. Chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình áp. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra người áp rất là nhiều, nhưng mà để mà cho chuyện thì chắc là vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng. Chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Choáng không? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook. Tức là đúng. Rất là tươi và lạnh lùng. Mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn. Tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên. Đúng rồi. Lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Sau đó thì sao? Con cua bạn này bằng cách nào? Con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Thực ra thì là con cũng hỏi nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thấy bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Cái con trời chán ghét luôn á. Ngày hôm sau á, khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn
chỗ con đấy ạ. Cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi, nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho, thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường, nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ, quá là lâu lắm, chưa được 2 ngày rưỡi luôn đó, đúng không? Ơ nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ, cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Nhưng mình cũng phải tranh thủ. Trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Bên ấy chưa đồng ý. Nhưng mà mình xác định luôn. Mình xác định luôn là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Anh ấy cũng có về nói chuyện, anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con. Thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế con liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm về tìm đến. Khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con, thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại, thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy, vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về. Thì khi mà con đi ra ngoài quá khóc luôn ạ. Con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó, thì là mẹ hôm đấy thì con không về nhà. Thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà ấy, thì con nói với mẹ như thế. Thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần mình lúc đấy. Con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn á, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, gia đình anh ấy đã không thích mình rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Con có một chị gái nữa. Chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sau thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Vâng, thuyết phục được ba mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Về phía gia đình con thì sao? Gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ, vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi, gặp ở ngoài Hà Nội ạ, khi mà anh ấy đưa con ra sân bay, sau đó anh ấy về thì trên đường về thì sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Để trả xe thì có gặp bố con ạ. Bố con rất là ưng. Bố con bảo thằng này được đấy. Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Có, và cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện hơn không? Chị chồng con là người đứng ở giữa, đả thông tư tưởng cho hai bên. Con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào. Cũng phân tích cho con là anh Đức, anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi, chứ không có ý xấu gì cả. Sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái. Lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Cái thời điểm đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé mấy trai tuổi? Ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, cậu ấy rất là tự lập, có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản ấy, mình hơi chạnh lòng một chút. Bao lâu thì là hai chú cháu cải thiện được thân thiết? Đó, con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó. Có một hôm ấy, buổi trưa con nằm ngủ ấy, con bị nắng quá, con ngủ mà không biết, khi con mở mắt ra con thấy là
cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm thấy nó nhỏ xíu à. Mới 4 tuổi ha. Một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa và để không cho cái rèm nó bay. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Anh với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Cảm giác thích lắm ạ, cũng khó tả. Cậu nhóc 4 tuổi ấy, lúc đấy là bé chưa phân biệt được ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn, trong này lại gọi là ba. Ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường. Tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. À, bây giờ là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ nữa. Em gái nữa. Hai em gái. Wow. Wow. Vậy luôn á hả? Vâng. Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu? Hiện tại là đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng không? Cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid, hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Ông bà là chăm luôn cả ba cháu, coi con dâu như là con gái luôn ạ. Ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Có một lần như này, thằng cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi. Nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Nói chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm. Nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Mới đầu là ảnh rất là hiền, thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hả? Vẫn hiền ạ, luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Chậm chạp, làm cái việc gì cũng chậm chạp. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nghe. Con làm gì mà chậm quá vậy? Từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình, đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Tiếp nữa. Không biết nấu ăn ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nấu cơm điện cũng không biết làm. Dạ đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, anh tự nhận anh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Đúng ạ, đúng ạ. Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con. Vợ con là nhớ rất dai những chuyện cũ như thế. Có dịp là lại lôi ra để nói để... Chết rồi. Làm cho tâm lý của chồng bất ổn. Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Đây không có chuyện để kể á. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa chứ tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Việc có việc tận gốc. Chứ sao? Đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy, không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Rồi. Hồi đấy là con rất thích mô tô. Mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, những cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu. Tôi lắm. Không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Tức là tính cách vợ con hơi cảm xúc, nhiều khi thay đổi như thời tiết. Đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Cái đấy là tật xấu. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con dính, máu con bị dính té tát. Những lúc mà tức cơn của vợ con thì nó như thế nào? Khủng khiếp.
cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng, tức là con bị áp vía luôn. Nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang bực đấy, đang không vui đấy, giữ khoảng cách nhá, tốt nhất là vào phòng đi học bài đi, ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không, khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển, hoạt động cực mạnh, đúng không? Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Tiết chế lại cảm xúc một chút, với con thì không quan trọng đâu, với các con ấy. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ, anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy, con tập gym, con có chế độ riêng. Trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Thì được rồi. Thực ra đầu năm mới này thì cô cũng không có cần phải là khuyên tụi con nhiều, bởi vì cô hiểu được là vợ con, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Chúc mừng con á. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài, bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái ạ. Con không muốn nói gì với bố không? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Bố con là người tình cảm. Khi mà con cưới vợ ấy, hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn nha. Con xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh.